Còn Sơn xin chào bà con, đây là dòng máy ERF1 của Myrolife, dòng nhật kế đo tráng. Để cài đặt ngày giờ thì chúng ta sẽ như thế nào? Trước tiên là chúng ta bỏ pin vào thì máy sẽ tự động chớp chớp, thì chúng ta sẽ chọn một trong hai nút này, nút Star và nút M để chúng ta cài đặt ngày giờ nha. Còn nếu mà chúng ta lỡ cài đặt sai thì chúng ta có thể làm lại như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào máy nè, chữ M ha, chúng ta sẽ giữ 3 giây, 1, 2, 3, đó, cả nhà thấy hiển thị 5 lên ha. Và chúng ta sẽ bấm vào Star để tăng. Còn nếu mà lỡ tăng lố thì chúng ta có thể bấm xây dòng luôn ha, qua 2050 sẽ xây dòng lại. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm vào M đi chuyển. Đó, là tháng trước, cả nhà ha. Rồi, bấm chuyển, ngày và giờ. Đây là chúng ta chọn là 24 giờ hay 12 giờ ha. Và chúng ta chuyển sang giờ nè, phút nè. Vậy là xong. Bấm chuyển. Rồi xong cả nhà ha. Đó là cách cài đặt ngày giờ của nhiệt kế Myrolife đo tráng. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Nếu có gì thắc mắc, bà con mình có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn qua số điện thoại ở bên dưới tiêu đề. Rồi, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại.